Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhất Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, để tăng cường cả chất lượng và số lượng tinh trùng khỏe mạnh, bạn cần phải bổ sung đầy đủ các vi dưỡng chất cần thiết cho hoạt động sản xuất và nuôi dưỡng tinh trùng. Vì vậy, một chế độ ăn uống khoa học, hợp lý sẽ giúp thay đổi, gia tăng số lượng, chất lượng tinh trùng một cách an toàn hiệu quả nhất. Và dưới đây là các thực phẩm được các bác sĩ chuyên về nam học khuyến cáo giúp tăng cả chất lượng và số lượng tinh trùng. Hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Một, thực phẩm giàu kẽm. Kẽm là một nguyên tố vi lượng không thể thiếu cho quá trình sản xuất tinh trùng, tăng cường hormone nam giới, giúp phái mạnh, tăng ham muốn tình dục, tăng số lượng cũng như chất lượng của tinh trùng. Kẽm có nhiều trong hải sản, hàu, sò, cá, tôm, cua, cừu, gà, lợn nạc, sữa, trứng, các loại thịt đỏ giàu protein, thịt bò, thịt dê và thịt trâu. 2. Thực phẩm giàu vitamin E. Vitamin E cực kỳ quan trọng đối với chức năng sinh sản ở cả nam và nữ giới. Việc cung cấp đủ vitamin E không chỉ giúp gia tăng số lượng và chất lượng tinh trùng mà còn giúp chúng dễ dàng di chuyển hơn trong âm đạo phụ nữ. Vitamin E có khả năng chống oxy hóa mạnh, có tác dụng chống lại tác hại của các gốc tự do gây cản trở quá trình sản xuất tinh trùng. Ngoài ra, vitamin E có tác dụng tăng cường quá trình lưu thông máu đến dương vật, làm hồi phục các mô bị yếu hoặc là tổn hại ở dương vật, giúp cải thiện được khả năng cương dương. Vitamin E có nhiều trong mầm các loại hạt ngũ cốc, giá sống, một số loại rau. Có nhiều trong các hạt nhiều dầu như là dầu mè, đậu phộng, đậu nành, hạt hướng dương và óc chó. Khoa học hiện đại đã chứng minh các dược liệu như sau: dâm dơ hoắc, nhục thung dung, thỏ ti tử được sử dụng để tăng cường sức khỏe sinh lý nam giới trong đông y hàng nghìn năm nay. Trong thành phần các hoạt chất như là olanin, betaine và nhiều loại axit hữu cơ và trên 10 axit amin có khả năng kích thích cơ thể sản xuất hormone nam giới nội sinh, giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới, tăng cường cả chất lượng và số lượng tinh trùng, giúp tinh trùng khỏe mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, để việc điều trị hiệu quả hơn, bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm trên, thì các bạn nên dùng kết hợp những sản phẩm an toàn như Nhất Nam Dương. Với 100% thảo dược thiên nhiên cùng những công dụng tuyệt vời, Nhất Nam Dương được xem là khắc tinh của sinh lý yếu và xuất tinh sớm. Sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 750.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Nhất Nam Dương là sản phẩm được bình chọn nằm trong top các loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới tốt nhất hiện nay do người tiêu dùng bình chọn. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên tiêu chuẩn nguồn gốc dược liệu thiên nhiên để mang đến sự an toàn lành tính cho người dùng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa các thảo dược dâm dương hoắc, bạch tật lê, lộc nhung, ngài tằm đực, nhục thông dung, sản phẩm không chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới, tăng cường sinh lý phái mạnh mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa các biến chứng và tác dụng phụ. Vậy nguồn gốc của Nhất Nam Dương là gì? Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên bài thuốc đông y gia truyền của dòng họ Nguyễn theo công thức quân thần tá sứ do lương y Trần Thị Lý phát triển thành thành phẩm. Tất cả thành phẩm tạo nên sản phẩm đều là 100% nguồn gốc thiên nhiên, không gây biến chứng hay tác dụng phụ khi dùng. Vậy công dụng của Nhất Nam Dương là như thế nào? Với chiết xuất thành phần thảo dược thiên nhiên tốt cho sinh lý, sản phẩm hỗ trợ đồng thời kích thích cơ thể nam giới sản sinh nội tiết tố testosterone để cân bằng sinh lý mạnh mẽ và cụ thể như sau. Hỗ trợ điều trị các vấn đề sinh lý nam giới, hỗ trợ cải thiện sức khỏe nhằm nâng cao chức năng ham muốn tình dục, giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể nhằm tăng cường sức đề kháng, tránh suy nhược, bổ thận tráng dương nhằm nâng cao sức khỏe tình dục, hỗ trợ làm chậm quá trình xuất tinh sớm, từ đó giúp kéo dài thời gian quan hệ, nâng cao số lượng, chất lượng tinh trùng để hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn, cải thiện sức khỏe, giảm nhanh tình trạng tiểu đêm, dị tinh, mộng tinh, cải thiện và giảm nhanh tình trạng đau lưng mỏi gối, làm chậm quá trình mãn dục sớm, giúp nam giới lấy lại được sự hưng phấn, ham muốn trong quan hệ tình dục. Vậy cách sử dụng thuốc Nhất Nam Dương là như thế nào? Theo hướng dẫn ghi trên bao bì, mỗi ngày bạn cần uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn khoảng 30 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. Các bạn có thể mua sản phẩm Nhất Nam Dương có hotline hoặc Zalo số 0344045117 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nhất Nam Dương và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Hãy để lại bình luận nếu có những thắc mắc nào chúng tôi sẽ giải đáp trong những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.